Sáng nay, mùng 6 tháng 1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Phan Đòn và Phu Nhân thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 1, theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam. Sau hơn 35 năm đổi mới, quan hệ Việt Nam-Lào được đẩy mạnh trên cả ba phương diện: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân theo phương châm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm sự tồn tại, phát triển của hai nước. Chuyến thăm của Thủ tướng Lào tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục gắn bó, phát triển tốt đẹp. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy ngày càng gia tăng, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hai bên đang phối hợp thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa hai bộ chính trị và kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, tích cực triển khai Hiệp định về Hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược Hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030. Thời gian gần đây, những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương của hai bên dành cho nhau được thực hiện thường xuyên, liên tục, là những minh chứng sinh động thể hiện tình cảm nồng ấm, tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia. Hai bên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt nghị định thư về hợp tác giai đoạn 2020-2024, kế hoạch hợp tác năm 2023 về quốc phòng an ninh, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục chuyển biến tích cực. Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký đạt 5,47 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong các quốc gia vùng lãnh thổ có đầu tư tại Lào. Tính đến tháng 10/2023, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Lào đạt 441,9 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu từ Lào 884,4 triệu đô la Mỹ. Hợp tác về văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, hợp tác giữa các địa phương hai nước tiếp tục chuyển biến và được tăng cường, ngày càng đi vào cụ thể, có chiều sâu, toàn diện. Hai nước phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại ASEAN. Trong bối cảnh Lào sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2024, thường xuyên phối hợp tại các cơ chế tiểu vùng và Liên Hợp Quốc. Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lào Sonesay Sifadone hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Lào Senosay Sifadone và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, cùng tham dự diễn đàn hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào và một số hoạt động quan trọng khác. Dịp này, hai bên rà soát thực hiện các thỏa thuận cấp cao và cơ chế hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, đầu tư thương mại, văn hóa, giáo dục. Hai bên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn đọng nếu có trong thực hiện các chương trình, dự án cụ thể, tạo động lực mới, nhất là kết nối hai nền kinh tế, đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Sáng ngày 6 tháng 1 tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng với chuyên đề giai cấp công nhân và người lao động. Rất nhiều ý kiến liên quan đến quy định của pháp luật về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đã được các cử tri nêu ra. Theo ý kiến của các cử tri, thời gian qua, Quốc hội đã quan tâm, lắng nghe và tiếp thu nhiều ý kiến của cử tri là công nhân, lao động trong nhiều quy định pháp luật, như luật nhà ở, luật bảo hiểm xã hội, luật việc làm. Cử tri mong muốn các quy định, các văn bản mới được thông qua cần sớm đi vào cuộc sống, cùng với đó là giải quyết các bất cập hiện tại như minh bạch thủ tục mua nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, nợ đọng bảo hiểm xã hội. Về xác định cụ thể mức sống tối thiểu theo vùng làm căn cứ xác định tiền lương tối thiểu. Hiện nay, mức thu nhập bình quân của người lao động là 7 triệu đồng một tháng. Họ phải chi rất nhiều khoản tối thiểu cho sinh hoạt gia đình. Việc xác định mức sống
tối thiểu theo vùng làm căn cứ xác định tiền lương tối thiểu hiện nay rất thấp, chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Kính đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành làm rõ khái niệm mức sống tối thiểu của người lao động theo vùng thực tế hiện nay để có cơ sở quy định mức lương tối thiểu hợp lý, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, về phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, còn một số nội dung chưa quy định cụ thể mà được giao cho Chính phủ quy định. Tôi kính mong Chính phủ và các cơ quan liên quan sớm ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể để công nhân trong các khu công nghiệp của thành phố sớm được hưởng các chính sách ưu đãi về nhà lưu trú công nhân, có thể được sử dụng nhà lưu trú ngay sau khi các dự án trên địa bàn thành phố hoàn thành và đi vào sử dụng. Việc tiếp cận mua nhà ở xã hội của công nhân lao động, đặc biệt là công nhân ngoại tỉnh còn nhiều khó khăn. Về thông tin các đợt mở bán, số lượng căn được bán mỗi đợt để đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, đề nghị Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chức năng, một là tăng cường giám sát chặt chẽ về giá bán các căn nhà ở xã hội, đối tượng được mua nhà ở xã hội, hai là giám sát chặt chẽ việc tổ chức bốc thăm trên các hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, đảm bảo đúng quy định, công bằng. Lắng nghe kỹ các ý kiến của các cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan liên quan cần nắm chắc tình hình và giải quyết thấu đáo, bảo đảm quyền lợi cho công nhân lao động. Các vấn đề về bảo hiểm xã hội bị nợ động, xác định độ tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non hay giải quyết việc làm trong bối cảnh kinh tế số sẽ được từng bước xem xét theo đúng quy định phù hợp thực tiễn với cuộc sống. Trước đó cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Tràng Cát, Hải Phòng. Dự án nhà ở xã hội đầu tiên mang thương hiệu Happy Home, ngôi nhà hạnh phúc của công ty cổ phần Vinhomes tại phường Tràng Cát, thành phố Hải Phòng. Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô và hạ tầng tiện ích lớn nhất tại Hải Phòng, cung cấp 4.300 căn nhà, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng chục ngàn người lao động tại địa phương. Happy Home Tràng Cát là dự án nhà ở xã hội có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.800 tỷ đồng, tọa lạc tại khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, một trong các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tổng diện tích của Happy Home Tràng Cát là 28,14 ha, được quy hoạch hạ tầng đồng bộ, gồm 27 tòa chung cư cao từ 7 đến 9 tầng với hơn 4.000 căn hộ. Các khu vực thấp tầng với gần 300 căn nhà cùng hệ thống cảnh quan, dịch vụ tiện ích và hiện đại, bảo đảm người dân được thụ hưởng đầy đủ các phúc lợi xã hội trong bán kính tối ưu nhất. Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất tại Hải Phòng tính tới thời điểm hiện tại, đáp ứng tiêu chí 3 tốt về vị trí, chất lượng và giá cả, dự kiến hoàn thành trong 5 năm, góp phần vào mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, từ đó thúc đẩy an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Dimitrov Zhelyakov cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bulgaria đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 1, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Bulgaria đến Việt Nam sau gần 12 năm, đáp lại chuyến thăm chính thức Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào tháng 9 năm 2023, là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Bulgaria, nhất là khi Quốc hội hai nước vừa ký kết và triển khai biên bản ghi nhớ hợp tác. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1727 phê duyệt quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương hiện đại, có bản sắc xanh, thông minh và đáng sống. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành thiên đường xanh với sức hút là các trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, chăm sóc sức khỏe, thể thao cao cấp hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô, chất lượng nhân lực và dịch vụ, đa dạng hóa chuỗi sản phẩm. Trong đó, thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận trở thành đô thị du lịch chất lượng cao, hiện đại, đẳng cấp quốc tế, là trung tâm giáo dục đổi mới sáng tạo. Mục tiêu cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt từ 8,5 đến 9% một năm. GDP bình quân đầu người đạt 170 triệu đồng. Chiều ngày 5 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, vào báo IN Express tổ chức trao giải sản phẩm và thương hiệu công nghệ hay còn gọi là Tech Awards 2023. Chương trình lựa chọn đề cử dựa trên các tiêu chí, các sản phẩm được giới thiệu trong năm 2023 và bán chính hãng tại Việt Nam, mang công nghệ mới nổi bật,
khẳng định được xu hướng của năm 2023 và dự báo tiềm năng công nghệ của năm 2024. Với sự tham gia của hơn 90 thương hiệu, sản phẩm, ứng dụng, nền tảng được đề cử, chia thành 18 hạng mục với 3 nội dung: sản phẩm số, thương hiệu gia dụng, nền tảng. Với 18 đơn vị, sản phẩm được vinh danh có cơ hội để đưa công nghệ đến gần hơn tới cuộc sống, giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới nhất và thông minh nhất tới người tiêu dùng. Năm nay có thêm 2 hạng mục mới là Camera AI xuất sắc và Thương hiệu xanh của năm. Hạng mục Thương hiệu xanh nhằm vinh danh hãng công nghệ có đóng góp giá trị trong việc nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch, công nghệ xanh, giải pháp giúp đơn vị khác cùng giảm phát thải carbon, có hoạt động cộng đồng đủ mạnh để hướng người tiêu dùng tới việc thay đổi hành vi tiêu dùng của họ theo hướng thân thiện với môi trường. Thưa quý vị, những khó khăn và thách thức của nền kinh tế trong năm 2023 là sự thanh lọc tốt nhất để các doanh nghiệp và thị trường bất động sản phát triển một cách bài bản, cũng như nâng cao khả năng chống chịu, ứng phó với những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra cho doanh nghiệp. Năm 2023, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản. Qua đó, thị trường đã có những tín hiệu phục hồi tích cực. Quý 4 năm 2023, có khoảng 7.000 sản phẩm bất động sản lần đầu tiên ra mắt thị trường. Chúng tôi đã thấy cái sự khởi động lại của hàng loạt các dự án mà họ thiếu tự tin, yếu tâm lý trong cái giai đoạn 2022-2023 vừa qua do cái sự khó khăn. Thì bây giờ họ đã bắt đầu quay trở lại các cái hoạt động chào giới thiệu sản phẩm và đã diễn ra khá nhộn nhịp. Dù trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã phải giải thể và tạm thời đóng cửa. Tuy nhiên, tính chung tổng nguồn cung bất động sản vẫn đạt trên 21.700 sản phẩm, tăng 6% so với quý 3 năm 2023 và gấp đôi so với các quý đầu năm. Quá trình trầm lắng trong năm 2023 đó, đây cũng là cái cơ hội để giúp cho cái thị trường bất động sản của chúng ta tái cấu trúc theo đúng cái thực tế mà thị trường đang cần, và từ đó nó hỗ trợ cho cái sự phát triển an toàn bền vững trong tương lai. Về mặt phía doanh nghiệp thì cũng rất mong muốn có một số đề xuất, đặc biệt là đầu tiên liên quan đến tháo gỡ bỏ về pháp lý để tăng thêm nguồn cung. Cái điểm thứ hai thì hiện tại bây giờ các doanh nghiệp vẫn đang rất là khó khăn trong cái việc mà tiếp cận các nguồn vốn từ phía ngân hàng, và cái lãi suất đến thời điểm này vẫn rất là cao, trong khi cái giá trị của các cái bất động sản của các doanh nghiệp thì đang thẩm định rất là thấp. Năm 2024, thị trường bất động sản sẽ có những cơ hội và thách thức đan xen khi lãi suất huy động cho vay được Ngân hàng Nhà nước giảm bình quân từ 2 đến 3% so với cuối năm 2022. Dự kiến mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm trong thời gian tới. Đây sẽ là một trong những tiền đề rất tích cực để thị trường cũng như doanh nghiệp bất động sản vượt qua thách thức. Chiều ngày 5 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phòng chống tội phạm và ma túy Bộ đội Biên phòng tổ chức tổng kết và thưởng nóng chuyên án triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy pháo nổ với số lượng rất lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 3 tháng 1 2024, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Thành, sinh năm 1987, ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thu giữ 12 bánh heroin, và Trương Minh Hải, sinh năm 1994, cư ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đinh Công Tuyên, sinh năm 1991, vận chuyển 843 kg pháo các loại trên xe ô tô tải. Lực lượng đánh án đã bắt giữ đưa toàn bộ người, tang vật, phương tiện về trụ sở để điều tra, xử lý và tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Với thành tích triệt phá hai đường dây mua bán, vận chuyển ma túy và pháo nổ nhanh chóng, xuất sắc, lập chiến công đầu năm 2024, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định thưởng đột xuất số tiền 70 triệu đồng, cùng bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phá án. Thưa quý vị, vào những ngày giáp Tết, nhu cầu mua bán của người dân tăng cao, vì vậy thường xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán, đặc biệt là tại khu vực chợ hay là phố phường của Hà Nội. Cùng với đó, tình trạng người bán hàng rong, ô tô, xe máy đỗ ở vỉa hè, lòng lề đường gây mất trật tự đô thị và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trong dịp Tết Nguyên đán, Công an thành phố Hà Nội đã tích cực tuyên truyền và ra quân lập lại trật tự vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là một trong những điểm có nhiều gian hàng Tết được bày bán và trang trí. Lưu lượng người dân qua đây mua sắm tăng cao trong dịp giáp Tết. Công an quận Hoàn Kiếm đánh giá đây là một trong những điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, việc lập lại trật tự vỉa hè, hành lang an toàn giao thông tại đây gặp rất nhiều khó khăn. Khi cứ dẹp xong, người dân lại bày ra. Các chủ cửa hàng chấp nhận việc xử phạt thay vì chấp hành theo quy định, bởi lợi nhuận thu lại cao hơn nhiều so với mức xử phạt hiện hành. Đặc thù đây, phố này, phố Bằng Mã là phố bán cổ truyền từ ngày xưa bây giờ rồi. Bây giờ vỉa hè thì phải cho người ta bày ra một chút, kể cả thu tiền, ok, còn hơn là đi vi phạm. Trong đợt cao điểm này, ngoài yêu cầu dỡ bỏ lều lán, mái che, vật liệu xây dựng, hàng hóa, phế thải lấn chiếm vỉa hè lòng đường, Công an thành phố Hà Nội cũng sẽ chủ động phân công cán bộ phụ trách địa bàn, xác định mốc chỉ giới phạm vi bán hoa Tết đối với từng tuyến đường cụ thể. Nếu trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ kiên quyết xử lý, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Thứ nhất là tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức của người dân, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đồng thời cũng kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm để đảm bảo mỹ quan trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Thứ hai là cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý về các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời cũng bố trí lực lượng chốt, phân luồng chống ùn tắc giao thông tại các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm. Ngoài việc thực hiện xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng cũng cho biết sẽ tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp chặt chém, thu phí gửi xe trái phép hoặc giá cao trên địa bàn gây bức xúc người dân và du khách. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thời điểm này, các hộ sản xuất các mặt hàng nông sản, thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết tại tỉnh Hải Dương đang gấp rút chuẩn bị nguồn cung cho thị trường. Thời điểm hiện tại, tỉnh Hải Dương đã gieo trồng được hơn 22.000 ha cây vụ đông, với tổng sản lượng ước đạt hơn 500.000 tấn. Khoảng 40% diện tích đã được thu hoạch, số diện tích còn lại thì đang được người dân chăm sóc và thu hoạch phục vụ nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương hiện có hơn 440.000 con lợn, gần 16 triệu con gia cầm và hơn 22.000 con trâu bò. Dự kiến trong dịp Tết Giáp Thìn sẽ có hơn 75.000 con lợn thịt và gần 2,7 triệu con gia cầm, thủy cầm đến thời kỳ xuất bán, cung cấp đủ cho thị trường Tết. Những năm qua, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch khi đến với thủ đô. Với mong muốn đưa nghệ thuật sơn mài, văn hóa xứ Đoài đến gần hơn với du khách, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã đưa ra những ý tưởng sáng tạo mang tính ứng dụng vào trong các sản phẩm thủ công mang đậm văn hóa Việt. Chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát thực hiện bộ sưu tập 1.000 tác phẩm mang hình tượng rồng gắn với văn hóa người Việt Nam theo truyền thuyết con rồng cháu tiên. Mỗi dịp Tết đến xuân về, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát lại bận rộn với hàng nghìn bức tượng linh vật chào đón năm mới. Năm nay, nghệ nhân lại cho ra mắt bộ sưu tập 1.000 sản phẩm rồng. Xuất phát từ ý tưởng con rồng cháu tiên, thì đây là một truyền thuyết để tạo lên được cái sự đoàn kết dân tộc. Thì đây cũng là một cái để tôi thông điệp, để tôi gửi gắm đến người xem. Thì bộ sưu tập của tôi thì có 1.000 tạo tác, gồm có phù điêu, có tượng và những cái sản phẩm ứng dụng có hình tượng rồng. Và cái hình tượng rồng ở đây được tôi sử dụng 80% là hình tượng rồng thời Lý, vì đây là một hình tượng rồng rất là đặc trưng, phản ánh đúng được hết được tính cách của người Việt. Bộ sưu tập với tên gọi Con Rồng Cháu Tiên được làm từ nhiều chất liệu như gỗ, gốm, kim loại kết hợp với nghệ thuật sơn mài. Mỗi bức tượng được nghệ nhân chạm khắc tinh xảo, mang nhiều thông điệp ý nghĩa. Điểm nhấn trong bộ sưu tập là chiếc ghế được dát 2.500 lá vàng. Ghế có hình con rồng với 5 móng vững chãi và mạnh mẽ. Đuôi rồng như lá bồ đề, tư thế uốn lượn với chủ đề rồng già dạy con, như một sự trao truyền văn hóa, tinh thần hiếu học cho muôn đời sau. Trong bộ 12 con giáp ấy, thì chỉ có con rồng là nó không có thực
Hôm nay thì cũng có bạn bé nhà em đi, thì bạn rất là thích thú, cũng để cho bạn tìm hiểu thêm về 12 con giáp. Em cảm thấy rất là ý nghĩa ấy. Thì mới là đầu xuân năm mới, lại là năm rồng, thì những cái tác phẩm này thì rất là hay. Với sự độc đáo trong chế tác cũng như thông điệp nhân văn trong từng sản phẩm, bộ sưu tập 1.000 tác phẩm mang hình tượng rồng đã mang lại một không gian thưởng lãm nghệ thuật đặc sắc, thu hút du khách trong hành trình khám phá văn hóa nổi tiếng của xứ Đoài. Trong phần tin quốc tế, thủ lĩnh Hamas kêu gọi Mỹ chấm dứt xung đột Gaza. Tỉnh Ishikawa, Nhật Bản thiếu nhu yếu phẩm sau động đất. Ngày 5 tháng 1, thủ lĩnh phong trào Hamas ở dải Gaza lên tiếng kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chấm dứt các cuộc tấn công của Israel và Gaza. Ngày 5 tháng 1, thủ lĩnh phong trào Hamas ở dải Gaza Ismail Haniyeh lên tiếng kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Ông Haniyeh cũng kêu gọi các nước Ả Rập và Hồi giáo nhấn mạnh với Mỹ rằng sự ổn định ở Trung Đông phải gắn liền với sự cần thiết giải quyết vấn đề Palestine. Theo kế hoạch, ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Hy Lạp và 5 nước Ả Rập bao gồm Jordan, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út và Ai Cập, trước khi đến Israel và bờ Tây nhằm đối thoại với tất cả các bên, nhằm hạ nhiệt xung đột Israel-Hamas trong bối cảnh chiến sự có thể kéo theo nhiều nước khác vào khu vực như Liban hay là Iran. Hải quân Ấn Độ xác nhận lực lượng này ngày 5 tháng 1 đã sơ tán an toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 15 công dân Ấn Độ, trên tàu MV Lila Norfolk treo cờ Liberia bị cướp ở ngoài khơi bờ biển Somalia hôm 4 tháng 1. Sau khi giải cứu toàn bộ 21 thành viên thủy thủ đoàn của tàu MV Lila Norfolk bị cướp biển tấn công, chiến hạm INS Chennai của Ấn Độ đang ở gần tàu này để hỗ trợ khôi phục hệ thống phát điện và động cơ giúp nó bắt đầu hành trình đến cảng tiếp theo. Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Ấn Độ đang tiến hành các hoạt động vệ sinh các bộ phận khác trên tàu Lila Norfolk. Trước đó, 5 đến 6 đối tượng lạ mặt có vũ trang đã xông lên tàu vào ngày 4 tháng 1. Trong 21 thành viên thủy thủ đoàn của Lila Norfolk, có ít nhất 15 thành viên là người Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ đang tăng cường hoạt động giám sát trên biển Ả Rập sau khi xảy ra một loạt các vụ tấn công trong khu vực suốt thời gian gần đây. Vùng Noto thuộc tỉnh Ishikawa của Nhật Bản đang bị thiếu nước và lương thực trầm trọng sau khi thảm họa động đất có độ lớn 7,6 hôm 1 tháng 1. Số người thiệt mạng hiện được xác nhận là 95 người và số người được thông báo là mất tích có thể lên tới 200 người. Khoảng 90.000 hộ gia đình ở các tỉnh Ishikawa, Toyama, Niigata bị gián đoạn nguồn cung cấp nước. Nhu cầu thiết yếu nhất hiện nay của người dân ở vùng động đất là nước sạch do hệ thống cấp nước bị hư hại, cho đến ngày 5 tháng 1 vẫn chưa được khôi phục. Vài ngày sau khi xảy ra trận động đất gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, các công ty của Nhật Bản tại khu vực bị ảnh hưởng đã gấp rút nối lại hoạt động sản xuất. Trong khi đó, chính quyền Nhật Bản cũng điều động gấp đôi nhân lực của lực lượng phòng vệ tham gia các hoạt động cứu hộ động đất ở vùng Noto lên gần 5.000 người. Hiện trận động đất xảy ra vào ngày đầu năm mới tại Ishikawa đã khiến 95 người thiệt mạng và hơn 200 người vẫn đang mất tích. Bolivia mới đây thu giữ 9 tấn cocaine trị giá 224 triệu đô la Mỹ được ngụy trang trong các tấm gỗ lát sàn. Chính phủ Bolivia cho biết đây là vụ thu giữ ma túy lớn nhất giới chức nước này từng được thực hiện. Cơ quan chức năng Bolivia ngày 5 tháng 1 công bố vụ thu giữ lượng cocaine kỷ lục từ khu vực Oruro phía tây đất nước. Số ma túy nặng 9 tấn được ngụy trang trong các tấm gỗ lát sàn được định giá 224 triệu đô la Mỹ tại quốc gia này. Tuy nhiên, giá trị của chúng có thể tăng 2,5 lần ở châu Âu, nơi số hàng hóa gỗ lát sàn ngụy trang đang được hướng đến. Vụ thu giữ diễn ra sau khi lực lượng chức năng Bolivia kiểm tra một xe tải có biểu hiện nghi vấn đang trên đường di chuyển tới Hà Lan. Mở rộng hoạt động điều tra, lực lượng an ninh quốc gia này cũng đã bắt giữ 4 nghi phạm sau 9 cuộc đột kích. Tổng thống Luis Arce Eco viết trên mạng xã hội cho biết vụ thu giữ 9 tấn ma túy là lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Nam Mỹ. Tập đoàn siêu thị Carrefour của Pháp thông báo với khách mua hàng rằng họ sẽ dừng bán các sản phẩm của Pepsi vì chúng đã bị tăng giá một cách không thể chấp nhận được. Theo Carrefour, chuỗi siêu thị thực phẩm và đồ uống lớn thứ hai của Pháp thông báo với khách mua hàng rằng họ sẽ dừng bán các sản phẩm của Pepsi vì chúng đã bị tăng giá một cách không thể chấp nhận được.
Các sản phẩm bị dừng bán sẽ bao gồm các loại nước ngọt có ga của Pepsi và các sản phẩm khoai tây chiên của 7up và Lay's. Vẫn chưa rõ liệu các sản phẩm hiện đang được trưng bày trên kệ có bị thu hồi hay không. Năm 2023, trong bối cảnh lạm phát tiêu dùng tăng cao, các nhà bán lẻ thực phẩm và đồ uống ở một số nước EU đã yêu cầu các nhà sản xuất thực phẩm ổn định giá cả. Carrefour từng dán cảnh báo trên kệ siêu thị đối với những sản phẩm bị thu nhỏ dung tích mà vẫn giữ nguyên giá hoặc các sản phẩm bị tăng giá quá nhiều để người tiêu dùng hạn chế chọn mua. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.